Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 27 tháng 7, bão Dosuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đi vào phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023. Bão Dokuri là một cơn bão rất mạnh, hồi 7 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ Bắc, 119,8 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Quá trình di chuyển bão tiếp tục suy yếu, đến khoảng sáng ngày mai, cường độ bão có thể giảm còn cấp 11-12, giật cấp 15 trong những giờ sau đó bão đổi hướng bắc tây bắc đi vào đất liền tỉnh phúc kiến trung quốc trong sáng 28 tháng 7 và suy yếu nhanh cụ thể trong ngày và đêm 27 tháng 7 bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và giảm dần cường độ đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 7 tâm bão áp sát vùng biển ngoài khơi tỉnh phúc kiến trung quốc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 giật cấp 15 Dự báo trong sáng 28 tháng 7, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến và suy yếu rất nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 7, tâm vùng áp thấp nằm sâu trong đất liền Trung Quốc với cường độ giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão Đốc Suri, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, khu vực Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15 giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 8 đến 10 m. Ngoài ra trong ngày và đêm 27 tháng 7, vùng biển Đông Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo ngày 28 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 5 đến 8 mét. Ngày và đêm 28 tháng 7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng Vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao đến 5 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Bão Đốc Suri hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 20 tháng 7, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng 21 tháng 7. Do gặp điều kiện rất thuận lợi, bão Đốc Suri tăng cấp rất nhanh trở thành siêu bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay. Sau khi càn quét qua khu vực phía bắc đảo Luzon ngày 26 tháng 7, siêu bão Dokjuri đã gây gió giật dữ dội và mưa rất lớn, kéo theo đó là tình trạng lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng.